Em xin giới thiệu, đây là đồng hồ đeo tay Sainam, đồng hồ second hand, hàng đã qua sử dụng đến từ thương hiệu Giz, một thương hiệu đồng hồ đến từ nước Mỹ. Đồng hồ này full box, có luôn cái mắt đồng hồ secure để các bác nào có trọng lượng từ cả 100kg hoặc hơn 100kg mình thêm mắt vào để đeo cái size dây này phù hợp. Ngoại hình đẹp xuất sắc, tầm 95-98%, đẹp như mới luôn nha. Mình mua cái đồng hồ này đeo lên tay theo dõi giờ hàng ngày, hoặc là mình mua cái đồng hồ này làm quà tặng cho những người thân yêu của mình là vô cùng ý nghĩa. Vì ngoại hình nó đẹp xuất sắc, vì nó full box, vì nó đầy đủ dây và mắt secure để trọng lượng mập ốm đều đeo phù hợp. Đây là đồng hồ đeo tay Sainam đến từ thương hiệu Giz, một thương hiệu đồng hồ đến từ nước Mỹ, full box, ngoại hình đẹp như mới, tầm 95-98%. Size của đồng hồ là 43 chưa tính núm. Phía trong mặt đồng hồ có 3 cái đồng hồ nhỏ, tổng cộng đồng hồ này chạy 3 mặt đồng hồ 6 kim, kim giờ, kim phút, dạ quang, ban đêm nó sáng rực, nhìn rất là đẹp và rất là tiện cho các bác theo dõi giờ. Đồng hồ này có rất là nhiều chức năng và nhiều tùy chỉnh. Trước khi ship hàng đi, nhân viên của em sẽ làm một cái clip hướng dẫn các bác sử dụng tất cả các chức năng trên mẫu đồng hồ này, nên các bác hoàn toàn yên tâm mà sử dụng. Lịch ngay vị trí 4 giờ. Cái niềng trên mặt đồng hồ là dạng niềng khía bắt sáng rất là đẹp, và cái niềng này mình có thể xoay được thể hiện 60 phút. Giỏ và dây của đồng hồ bằng thép không rỉ. Trong quá trình mình đeo và sử dụng á, giỏ bằng thép không rỉ nên bị dơ, bị bám đất, bị đóng bụi. Mình chỉ việc vệ sinh đánh bóng là cái đồng hồ này nó đẹp như mới ngay. Cọc số nổi, cọc số la mã. Cái mẫu đồng hồ này thiết kế rất là đẹp, rất là hiện đại và lịch lãm. Núm zin trên đồng hồ cũng có khắc logo nổi đến từ thương hiệu Giz. Đẹp xuất sắc luôn, không có điểm gì chê cái mẫu đồng hồ này cả. Full box, mình ưng ý là mình mua về sử dụng hoặc mình làm quà tặng cho những người thân yêu của mình. Các bác càng xem hình ảnh chi tiết, càng mua hàng, vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099. Kênh YouTube của em là Thi Nguyễn Audio Gia Băng. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc. Các bác vui lòng chuyển khoản đủ giúp em, sau đó cho em xin địa chỉ, em bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Nó có thêm mắt secure nên các bác không lo về trọng lượng nha. Cả 100kg vẫn đeo cái mẫu đồng hồ này phù hợp. Ngay vị trí 12 giờ là logo của thương hiệu Giz. Ngay vị trí 6 giờ là hàng chữ Wismax, bộ máy chuẩn xịn thụy sĩ cho các bác sử dụng. Thương hiệu Giz này đã quá nổi tiếng và đã quá quen thuộc đối với các bác yêu thích thời trang của Mỹ. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ, bộ máy chuẩn xịn thụy sĩ Giz Max cho các bác sử dụng.